rồi cũng bệnh các bố ấy. Mỗi lần có cái đồ xúc đĩa nào tôi lên tôi quay clip để giới thiệu cùng anh em. Và lỡ may là ngồi ở trên cái đệm hoặc là ngồi trên cái chiếu hay là ngồi trên cái giường thì các ông bảo là ôi giời ơi thằng này lại lừa rồi, thằng này lại đặt thảm đặt bệ ở bên dưới này rồi. Thì trong clip của ngày hôm nay tôi ngồi ở trên chính cái này nhà tôi để giới thiệu về cái đồ mới này. Trước hết là tôi nói với các em hiểu một câu nó như này này. Cái việc mà tôi lừa anh em nó chả là cái vấn đề đấy gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì khi anh em lấy đồ ấy, anh em một là đến test trực tiếp ok thì mới lấy. Cái thứ hai, nếu như gửi đồ về thì anh em vẫn thử hàng ngon lành cành đào lúc đấy mới lấy, chứ không phải là bây giờ mua theo kiểu tù mù, mua theo kiểu là lòng tin đâu. Anh em chả tin thằng đéo được cả, cứ phải là hàng thử mình tự tay mình chơi được thì lúc đấy mới lấy nhá. Còn cái sản phẩm mới của ngày hôm nay là sản phẩm gì? Đây là cái máy quét tần số. Tại sao tôi lại gọi là máy quét tần số? Là bởi vì mỗi máy nó có một cái tần số riêng. Ví dụ như con máy này là tần số là 660972 thì con zoom này cũng là 660972, đúng chưa? Đấy, đây này, nó phải cùng tần số như này và cùng tần số với quân. Ví dụ như có thằng nào mà có một cái con zoom khác để mà bắt cái máy này thì không bao giờ có, bởi vì mỗi máy nó có một cái tần số riêng thì mới bắt được. Và nói luôn đấy, khi mà các bạn dùng con máy này mà bị hỏng zoom hoặc bị mất zoom đấy thì cũng sát con mẹ nó định luôn là hỏng là vứt là phải mua cái mới, cho nên là không sản xuất cái thứ hai. Cho nên là cái này là độ bảo mật của nó rất là cao. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai, cái này là cái dòng cải tiến của bệ quét 360. Bệ quét 360 chỉ cần khởi động mỗi con zoom là nó báo. Nhưng cái này nó phải có cái công tắc gạt ở đây. Đây này. Thì khi mà có cái công tắc gạt này, nó giảm thiểu được cái việc mà tiêu hao pin trong quá trình mình không chơi. Đây, lúc chơi mình gạt lên này, nó đỏ cái điện ở đây. Lúc đấy là cái bệ này nó đã khởi động rồi. Đấy, mình đặt xuống đây. Và muốn khởi động tiếp thì mình phải ấn vào cái nút Trung Quốc cái này, chữ Trung Quốc này. Đấy, ấn vào đây. Bao giờ cái đèn nó nháy này. Đấy. Đèn này nháy thì mới và là nhận tín hiệu này. Mình đặt xuống đây. Bao giờ nó rung. Bao giờ nó rung nhá. Nó rung thì mới nó bắt tín hiệu. Đấy, ok. Như này bắt rồi này. Đấy, bắt tín hiệu rồi. Ok. Đây mình để ra đây. Còn trong cuộc chơi ấy, như tôi đã nói ở các clip trước, cục dung này thì phải để trong người để không người ta không nghe rồi. Bây giờ mình sẽ để đây để mọi người cùng nghe. Cái điều thứ ba của cái việc cải tiến của máy này thì cái máy này nó bắt được rất là xa. Ví dụ các anh em ngồi tụm 5 tụm 7 này, máy này nó bắt được tầm 40 phân. Đây này, đây ngồi ở giữa cái nền này đúng không? Không có nghệ lạ gì ở đây cả. Đấy. Tôi đưa vào này, đưa vào đây, nó bao dung. Tôi cầm thế này tôi nghe đã. Ok, các bạn không nghe đúng không? Nhưng tôi đã nghe nó rung rồi. Bây giờ tôi sẽ đặt xuống để thử trải nghiệm nhé. Xem nó như thế nào này. Đưa vào này. Một rung. Một rung là thằng lẻ. Các bạn nhìn thấy chưa? Lẻ là một rung này. Đưa ra này. Đấy, một rung. Khi mà nó rung hai rung ấy thì chứng tỏ là cái khoảng cách nó xa quá mà mình đánh gần. Thì lần này mình phải lùi về một tí nữa. Mình lùi cái này về một tí nữa. Đấy, mình phải lùi về thêm một tí nữa để mình thử lại. Mình phải thử đúng vào cái khoảng cách của nó đó. Đây. Ok, lúc này là chuẩn ly rồi. Đưa ra này. Ok chưa? Đưa vào này. Ok, đây là lẻ là một rung nhá. Đưa ra này. Chuẩn nét đẹp luôn đúng không? Khi mà cứ ly chuẩn rồi thì nó là ok. Bây giờ thằng tứ tử này, nó sẽ là hai rung này. Đấy, hai rung này, rung sau nó ngắn hơn một tí. Đưa ra này. Ok, tứ tử là hai rung. Bây giờ mình sẽ chuyển sang sấp đôi để các bạn thấy cái nguyên tắc đánh của nó. Khoảng cách nó rất là xa, tầm 40 phân cơ. Đây này, 1 này, 2 này. Đấy, cự ly là 40 phân, đúng chưa? Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai để ý, nó không phải kéo gì cả, khổ thật đấy. Đấy, một cái nữa. Nếu như các ông dùng cái máy alpha ngày trước ấy, ông cầm lên trên tay này, nó sẽ rung, đúng chưa? Nhưng mà riêng con máy này, cho các ông cầm lên thoải mái này. Đấy, không có đề gì. Đặt xuống chơi tiếp nha. Khi mà đặt xuống ấy, mình đưa lại gần đây này, nó cũng không rung này. Đấy, phải chờ một lúc sau nó mới rung. Đấy. Và bây giờ để mà chứng minh thực tế là ok bác này, nó sóc này. Đây. Đấy, mình đặt vào đây. Một rung đúng không? Mình thử mở ra xem cự ly nó là chuẩn chưa. Một rung là lẻ này. Ba trắng này. Đấy, tiếp tục này. Nhẹ nhàng này. Cái đĩa này cọc kênh quá nhỉ.
đặt số này vẫn là một rung này, đặt số nó báo luôn một rung, mình phải thử lại xem có chuẩn không. Ba trắng về ba đen được chưa, thì cái độ chính xác gọi gần như tuyệt đối. Mà sóc mất nhiều thời gian thì mình phải sóc lại thắng nữa này. Xong này, đặt số này không rung chuẩn chưa, không rung thì đánh cái gì, thử mở ra. Vừa nãy mình đặt mạnh quá có thể nó nhảy quân rồi, mình thử mở ra xem thế nào đã. Sóc đôi vẫn chuẩn tuyệt đối đúng chưa, hai đen hai trắng. Thì đấy là cái cách đánh của cái máy này, nó là dòng cải tiến của tất cả các cái dòng báo rung đến bây giờ. Đây này, cầm lên không bao giờ rung, thoải mái luôn này. Đấy, đặt xuống vẫn đánh bình thường. Còn đến khi không đánh nữa thì các bạn đây quay lại gần nút gạn này, đây đang đỏ điện này, ấn vào đây tắt đi này. Đấy, và cục rung này cũng vậy, ấn vào cái nút ở bên chữ bên dưới này. Ban đầu là mình ấn bên trên để khởi động đúng không, bây giờ mình ấn chữ bên dưới. Đấy, vừa nãy thằng em nó cứ nghe cái này kêu nó tắt, làm sao phải tắt. Bây giờ cái này nó lại sạc, nó khác với cái máy ăn pha là mình đặt lên trên cái bệ này. Đấy, hay không, đặt tới đây nó sạc thôi, chả phải làm gì cả. Đây là việc sạc không dây này, đưa ra ngoài này thì một lúc sau cái này nó sẽ đỏ điện này. Đấy, mình đặt lên đây này, nó đây đang xanh đúng không, cho đỏ này. Đấy, đỏ nó sạc, đến bao giờ nó xanh đèn thì là máy này nó sẽ đầy. Chọn bộ của nó là cái này cục rung đeo trong người này, cái này là mình để trong ví hoặc là mình gắn vào dưới chân này, bởi vì là nó cầm lên này nó không rung thì mình có thể để ở trong cái dòng áo quần này cũng được. Đấy, còn bộ quần mình mang theo là quần không tan, tất cả mọi loại chất liệu người ta đều làm được hết, thì anh em xem mà cảm thấy hợp lý trôi thì vào việc nhá. Ok anh em.